canh tác nông nghiệp tại những vùng đất bị nhiễm phèn mặn là rất khó khăn. Và muốn trồng cây thành công trên vùng đất khó này đòi hỏi nhà vườn phải nắm rõ kỹ thuật hạ phèn rửa mặn. Riêng với cây ăn trái nơi đây, để cây sinh trưởng khỏe, phát triển tốt, đậu quả sai, thì một trong những yếu tố quyết định vẫn là chế độ sử dụng phân bón. Vậy bón phân cho cây ăn trái trên vùng đất nhiễm mặn phèn có gì cần đặc biệt chú ý? Cách thành phần dinh dưỡng ra sao? Cách bón có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của cây? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng định kỳ vào 17h15 trên kênh truyền hình quốc gia VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, phân bón có vai trò quan trọng quyết định năng suất, chất lượng quả của vườn cây ăn trái. Tại những vùng đất nhiễm mặn thì việc bón phân rửa mặn, rửa phèn lại càng đóng vai trò quan trọng. Sử dụng đúng sẽ mang lại mùa vụ năng suất cho nhà vườn, còn ngược lại thì sẽ ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và tuổi thọ của vườn cây. Và đây cũng là nội dung mà chương trình ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tại những vùng đất bị nhiễm phèn mặn, quản lý độ chua của đất là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành bại trong canh tác nông nghiệp. Với anh Hồ Quốc Dũng, việc am hiểu về chất đất và kiên trì cải tạo đất, bón vôi, lên líp, đào rãnh thoát phèn, đúng kỹ thuật đã giúp anh thành công trong việc lập vườn cây ăn trái trên vùng đất bị nhiễm phèn nặng ở Tân Phước, Tiền Giang. Thì nói chung đây là dùng đất phèn, trũng phèn luôn. Thì nói chung là bơm mà cấp khai thác ban đầu đó là chừng bơm nước rút nước ra là phèn ơi là phèn, là cái sự ăn mòn của phèn khủng khiếp. Tức là khoảng 4 ngày là pha thay một cái chân dịch để bơm nước tháo nước ra. Thì với cái phèn đó thì câu đầu tiên chuẩn bị làm nền đất cho cây trồng đây thì gãi dôi. Cung cấp dôi để mình hạ phèn. Rồi sau đó mình tiến hành mình bón lót rồi tiến hành mình trồng cây. Thì so với cái cây cam trồng trên đất phèn này thì đây là khảo nghiệm đầu tiên. Thì trồng ở đây thì thấy nó sự phát triển thì nó có thấy nó rõ ràng là nó cũng có thích hợp và nó đang phát triển. Các bạn thấy đó thì nó cũng phát triển có trái. Thì có trái thì so với chất lượng thì nó cũng rất tốt. Anh Nguyễn Huỳnh Nghiệp ở U Minh, Cà Mau, vùng đất vốn bị nhiễm mặn phèn và hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời, thì cho biết cách rửa phèn, cải tạo đất của bà con nơi đây chủ yếu vẫn là rải vôi, kết hợp tận dụng nước mưa để rửa phèn. Việc này mang lại hiệu quả, nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian để pH đất trở lại cân bằng để cây trồng có thể phát triển được. Gần đây, anh Nghiệp sử dụng thêm phân bón chuyên dùng mặn phèn nhằm quản lý phèn cho đất. Điều này mang lại hiệu quả bất ngờ trong việc hạ phèn cũng như tăng hiệu quả canh tác cho vườn cây của gia đình anh. Tôi canh tác ở đây thì vườn khoảng 10 công. Vườn thì cũng lọt sọt tại vì từ cha em truyền lại á. Thì có những cây khoảng hơn 10 năm tuổi. Có những cây thì 3-4 năm và có những cây mới trồng. Thì trong quá trình canh tác thì do dùng đất này là dùng đất mới, bởi vì những cái cây này kia đa phần là cũng mới người dân ta mới trồng à, nên cái kỹ thuật canh tác thì mình lại thiếu. Và những cái bất lợi về đất á, thì do đất nó phèn, và do về nước á, thì sử dụng chủ yếu là nước trời tự nhiên, bởi vì nó rửa phèn này kia thì nó cũng khó khăn, và mùa khô á, thì nó lại thiếu nước, mùa mưa thì lại nước tràn trề, làm cho cái cây sinh trưởng phát triển thì nó không được tốt như vùng trên. Thì cách cửa phèn thì cũng giống như cách truyền thống là dùng dôi á, và dùng dôi trước đây thì dùng dôi là chính, sau này có những biện pháp thì như sử dụng thêm một số phân bón nó có thành phần canxi á để sử dụng cho cây. Theo các nhà khoa học, việc cải tạo đất, hạ phèn trong canh tác là điều phải được thực hiện thường xuyên.
và việc rửa phèn cần phải có liếp, rãnh, mương và đặc biệt là máy bơm đối với những vùng phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời như khu vực thuộc vùng biển Tây là huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau hay là huyện An Biên, An Minh, tỉnh Kiên Giang. Bà con có thể sử dụng vôi tùy vào pH đất mà có lượng bón phù hợp. Chẳng hạn khi đất có chỉ số pH từ 4 cho đến 4,5 nên bón vôi trung bình là 500 kg cho mỗi hecta, nhưng nếu pH vào khoảng 5,5 cho đến 6 thì chỉ cần bón 300 kg cho mỗi hecta. Khi bón vôi cần xới sáo nhẹ trên mặt đất và bón đều cho cả liếp, bón một lần mỗi năm và bón vào đầu mùa mưa. Ngoài ra, để quản lý phèn, tức độ chua của đất hiệu quả hơn, bà con có thể sử dụng phân bón chuyên dùng đầu trâu mặn phèn bón cho vườn cây ăn trái. Trong phân bón này có cả nguyên tố canxi và lân, hai nguyên tố này có tác dụng kép trong quản lý phèn. Đồng thời, nguyên tố silic trong phân bón này có tác dụng làm cho cành nhánh, lá cây trở nên cứng cáp, chống lại sự xâm nhập của dịch hại và giúp cây quang hợp tốt hơn. Liều lượng sử dụng từ liều lượng 0,5 cho đến 2 kg mỗi gốc tùy từng loại cây. Việc dùng sản phẩm chuyên dùng này tại những vùng đất nhiễm mặn phèn sẽ vừa giúp cải tạo đất và phục hồi vườn cây sau thu hoạch. Đầu trâu mặn phèn này thì em sử dụng giai đoạn là cây con và cái cây khi mà dưỡng cây lại á, cây mang trái. Thì thấy khi mà sử dụng thì cái cây nó phát triển cũng tương đối rất là tốt. Tại em cũng làm thí nghiệm thì thử một bờ, khoảng một nửa bờ á, thì không có sử dụng đầu trâu mặn phèn á, thì cái cây nó phát triển thì nó không được căng đối và nó không xanh tốt bằng. Ngoài ra, các nhà khoa học cho biết cây trồng muốn tạo ra trái cần phải hấp thụ 14 loại chất từ đất. Các chất này gồm đa trung và vi lượng. Vì vậy, bà con cần bón đầy đủ, cân đối các chất này cây mới cho hiệu quả năng suất cao. Đặc biệt là tại những vùng đất bị nhiễm phèn mặn thì điều này càng cần phải được lưu ý hơn. Theo đó, việc bón mất cân đối, thừa chất này, thiếu chất kia sẽ làm cho cây kém phát triển. Đặc biệt, bón thừa phân tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế nó chẳng những không giúp cây phát triển mà còn gây ức chế, khiến cây không hấp thụ được các chất dinh dưỡng khác. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của cây. Và đây cũng chính là lý do mà các nhà khoa học nhấn mạnh trong khuyến cáo bà con nên bón phân cân đối. Nên chọn các dòng phân bón chuyên dùng một hạt đã được các nhà khoa học nghiên cứu bổ sung đầy đủ các chất đa trung vi lượng cần thiết cho cây với liều lượng hợp lý cho từng giai đoạn phát triển của cây trồng. Cụ thể, giai đoạn sau thu hoạch là lúc cây tạo ra cành tược mới để chuẩn bị ra trái cho vụ tiếp theo. Khi đó sẽ nên bón loại phân bón chuyên dùng AT1, có thể bón từ 0,5 cho đến 1 kg cho mỗi gốc đối với các loại cây ăn trái như là cam, quýt, chôm chôm. Và ở giai đoạn này cũng tùy tình hình vườn cây. Nếu vườn cây vụ trước cho năng suất cao, trái nhiều, cành lá sau khi thu hoạch lại ít thì sau khi bón phân chuyên dùng AT1 có thể cho thêm vài trăm gram ure bổ sung và có thể sử dụng ure 46A+ để tránh thất thoát và hiệu quả sử dụng phân bón cao hơn. Giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa kết trái thì bà con nên bón phân chuyên dùng AT2. Thành phần phân bón chuyên dùng AT2 với công thức cấu tạo giúp cây ra hoa tốt, đậu trái sai. Liều lượng là từ 0,5 cho đến 1 kg cho mỗi gốc. Đặc biệt chú ý với cây cam, quýt, sau khi xiết nước, bước vào giai đoạn cây chuẩn bị ra hoa thì bón phân chuyên dùng AT2. Và giai đoạn này không nên bổ sung ure, vì nếu bổ sung ure giai đoạn này, cây sẽ tiếp tục ra đọt lá mà không tập trung vào hình thành trái. Và khi cây đã đậu trái thì bà con tiếp tục bón phân chuyên dùng AT3 hoặc phân bón đầu trâu nuôi trái để giúp trái phát triển và trái có chất lượng. Đối với cây có múi, thời gian nuôi trái kéo dài hơn, như là bưởi là khoảng 8 tháng, cam quýt thì 9 cho đến 10 tháng, thì bà con có thể chia ra làm nhiều lần bón để nuôi trái, đảm bảo chất lượng trái. Khi sử dụng phân thì em chia làm 3 giai đoạn chính, là thứ nhất là giai đoạn thúc tược nuôi cây, thứ hai là giai đoạn mà thúc bông và giai đoạn nuôi trái. Thì trong quá trình mà khi mà nuôi tược á, hoặc là thúc bông thì em sử dụng thành phần đạm hơi cao. Còn quá trình nuôi trái thì em cân đối dinh dưỡng, nhưng mà chủ yếu tập trung về đạm và kali và giảm phần lăng lại. Sử dụng liều lượng là từ 300 g đến nửa ký cho một cây. Và trong quá trình bón thì tại vì sử dụng nước trời mà bón hay mưa thì thường từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi em sẽ bón một lần. Xài thì thấy rất là ổn định. Năng suất thì thấy trái năm nay, như là thấy cái tỷ lệ trái năm nay thì thấy nó so với năm rồi là khoảng cỡ 8-10. Còn chất lượng trái thì ăn những cái trái đầu vụ, nghĩa là nó lọt sọt á, thì thấy nó có vẻ là nó ngọt hơn.
so với cùng cái lứa tuổi trái như mùa năm. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo khi bón phân, nếu bà con không chú ý cách bón thì rất dễ gây rửa trôi và thất thoát phân. Bà con nên chú ý là bón theo hình chiếu của tán cây, có nghĩa là tán cây ra tới đâu thì chiếu xuống tới đó. Còn nếu cây lớn, giáp tán và không còn hình chiếu thì bà con bón ở giữa hai hàng cây. Nên xới sáo nhẹ giữa hai hàng cây, khoảng bề ngang là từ 3 cho đến 5 mét, cao nhẹ và sau đó bón ở giữa. Sau đó cào làm sao cho hạt phân rớt ở dưới và tiến hành tưới nước. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây ăn trái thực tế là tiện lợi và đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cho cây trong từng giai đoạn sinh trưởng. Ngoài ra, được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ hiện đại, các dòng phân bón chuyên dùng cho cây ăn trái ngày nay vừa tích hợp đầy đủ các chất đa trung vi lượng với liều lượng hợp lý, đồng thời được bổ sung các hoạt chất vi lượng thông minh sẽ giúp cho cây trồng ứng phó với hạn mặn tốt hơn, đặc biệt là trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay. Tại những vùng đất nhiễm mặn phèn, cùng với việc cải tạo đất, việc bón phân cân đối giữ vai trò quan trọng trong việc giúp cây trái cho năng suất chất lượng cao. Và quá trình bón phân, nếu bón không đúng cách, tức là đúng vị trí cần thiết của rễ, sẽ khiến phân bón không được đất giữ và cây không hấp thu được. Chọn đúng dòng phân bón chuyên dùng và áp dụng đúng kỹ thuật bón sẽ là hai yếu tố quan trọng quyết định một mùa vụ như ý, hiệu quả cho nhà vườn. Bà con nhớ là bón phân đó, nếu như mà mình không có chú ý cái cách bón phân đó, thì khi mình bón xuống rồi mình tưới nước rồi này kia nó sẽ trôi phân đi hết. Nên bà con lưu ý là bón là mình bón theo cái hình gọi là người ta gọi là hình chiếu của cái tán cây đó. Có nghĩa là cái tán cây nó ra tới đâu thì mình chiếu xuống tới dưới đó. Thì nếu như mà khi cái cây nó lớn nó giáp tán hết rồi thì lúc đó hình chiếu không còn thì bà con bón ở giữa hai hàng cây. Mình xới sáo nhẹ giữa hai hàng cây vào khoảng cỡ chừng bề ngang 3 tấc cho tới 5 tấc gì đó. Cào nhẹ ở trên này thì chúng ta mới bón phân ở giữa ở đây. Rồi sau đó là cào cho cái hạt phân nó làm sao nó rớt ở dưới rồi tưới nước cho nó. Chứ bà con không, tôi thấy cũng có nhiều bà con khi mà bón phân á đã nắm hạt phân như rã đại vô trong cái gốc. Không có trúng. Bởi vì mình phải bón ngay trên cái chỗ mà cái rễ nó đang hoạt động tích cực á. Thì nó phải là ngay cái hình cái ví dụ như cái tán cái cây đó, ví dụ như đây là cái tráp, cái cây nó ra dày ha. Bà con chẳng hạn như cái lá đó đọc tới đây thì cái gốc nó nằm tới đây gì, bà con liện ngay vô gốc, nó bón phân liện vô gốc như thế này là không có trúng, mà chúng ta phải theo cái tán nó như thế này đây mà mình bón ở ngoài này và cào nhẹ nó cái đất đất mặt á, bị chúng tôi nó nằm ở khơi trên nó dễ bị rửa trôi là đã đành rồi, nhưng mà nó cũng sẽ bị mất đi, đất nó không có giữ. Bà con nhớ rằng đất giữ đây không có nghĩa đơn thuần là đất nó sắp sắp như thế này, hậu phân nó trốn nó nằm ở dưới, mình gọi nó là đất giữ, không phải. Nó giữ ở đây tức là cho đất với phân nó tiếp xúc với nhau á, thì đất nó có cái điện tích âm mà phân này nó có điện tích dương, nên nó kèm chặt cái phân đó lại. Còn cái chất lân á, tuy rằng nó là âm tính nhưng mà nó rất là ít di động. Nên bà con mà liện ở xa cái vùng mà rễ hoạt động tích cực á, nó không ăn cái chất lân nữa được, nên nó cũng không tốt. Nên mình bón ngay trên cái chỗ mà cái vùng rễ nó đang hoạt động, tức là hình chiếu của tán. Rồi sau đó mình tưới nước cho nó tan phân thì cái việc ăn phân nó mới tốt. Thì đấy là cái cách mà tôi đề nghị bà con mình lưu ý. Mà như tôi nói nãy, một cái cây như thế này phải lấy cân đối được 14 chất thì nó mới lớn. Nên bây giờ người ta mới đưa một cái công nghệ mới là vậy. Có nghĩa là tất cả các cái chất dinh dưỡng đó người ta nhốt vô trong một hạt một à. Thành ra cái hạt trong một hạt này là có đủ, nghĩa là cái công thức phân tất cả những cái nó trong một cái hạt này. Nên bà con bây giờ là nó liện cái này một cái hạt to hạt nhỏ rớt này kia thì trong đó nó cũng có đầy đủ các cái chất hết trơn. Nên cái cây như vậy là nó ăn được đều. Thì đấy là cái mà ưu điểm của cái công nghệ mà phân một hạt để giúp cho cái việc sử dụng mà bón phân của mình nó đạt hiệu quả. Nhưng bà con nói tôi cũng đã bón phân, cái công thức phân nó giống hệt như công thức phân, nhưng mà đều mỗi một hạt nó là một dưỡng chất khác nhau, nên cái đó đã phân tầng ở trong cái thúng bón của mình rồi thì làm sao mà chúng ta làm cho nó đều được. Thành ra bây giờ người ta phải nhốt
các cái chất dinh dưỡng vô trong một hạt để mà cho nó được đồng đều, nó là như vậy. Nên bà con mình cũng lưu ý cái đậu trâu mà AT bây giờ là cũng một hạt hết trơn để cho bà con mình sử dụng nó đạt cái hiệu quả. Mà chính cái chỗ đó như vậy thì bà con thấy là nó tăng cái hiệu quả sử dụng, nên giúp cho cái cây của mình nó nhận được các cái chất dinh dưỡng một cách cân đối đồng đều, thì cái sự phát triển nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là cái tôi nói qua về cái đất của bà con ở đây và cách sử dụng phân bón của mình đó, để bà con mình có thể sử dụng. Thưa quý vị, thưa bà con, những tư vấn của chuyên gia cũng đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới và cách làm hay, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư Canh tác thông minh vtv9@gmail.com hoặc tổng đài 1900 1773. Quý vị và bà con cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi, và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Theo dự báo vụ đông xuân năm 2019-2020, tình hình sản xuất nông nghiệp sẽ khó khăn hơn so với mọi năm. Do lũ về muộn và mực nước thấp, lượng mưa ít và mùa mưa kết thúc sớm, mặn có khả năng xuất hiện sớm và xâm nhập sâu. Các đối tượng dịch hại nguy hiểm có nhiều khả năng bùng phát. Vậy làm thế nào để mùa vụ đông xuân 2020 được ăn chắc? Nhà nông cần làm gì để hạn chế tối đa ảnh hưởng của hạn mặn đối với cây trồng? Giải pháp canh tác thông minh nào sẽ giúp cây trồng ứng phó với hạn mặn, đảm bảo năng suất? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019 trong khung giờ quen thuộc 17h15 đến 17h35.